Việt Hoa, Hoàng Khánh Ly, hai nữ phụ hot nhất sóng giờ vàng, diễm áp cả nữ chính. Lê của Đi Giữa Trời rực rỡ cứu cả bộ phim. Tay ngang nhưng diễn xuất còn ổn áp hơn cả Thu Hà series. Đỏ chưa chắc là đã chín. Ta chắc chắn là cười chưa? Người như cô, ngoài xã hội người ta gọi là ngáo đấy. Việt Hoa vừa xuất hiện đã hút hơn 2 triệu view, viral khắp mạng xã hội. Gậy của tân khạch debut là Nương Tử Thanh Huế chỉ còn là cái tên. Đi Giữa Trời rực rỡ và Độc Đạo hiện đang là hai bộ phim hot nhất trên sóng giờ vàng. Mặc dù lời chê nhiều hơn lời khen, song Đi Giữa Trời rực rỡ vẫn giữ được sức hút và lượng khán giả chăm chỉ theo dõi phim. Nhiều người cho rằng lý do bộ phim còn giữ chân được người xem là nhờ dàn nữ phụ, đặc biệt là nhân vật Lê của Hoàng Khánh Ly. Trong khi đó, Độc Đạo vẫn đang giữ vững phong độ và phim càng hot hơn khi Việt Hoa xuất hiện. Với Lê của Hoàng Khánh Ly thì chuyến này cô cùng dàn nam nữ phụ gánh Đi Giữa Trời rực rỡ còng cả lưng, tưởng là nhân vật phản diện đáng ghét, song sau cùng Lê lại là nhân vật có thiết lập ổn áp nhất phim. Một cô sinh viên kinh tế, sống sòng phẳng, dứt khoát, nghiêm túc, có trách nhiệm và biết giúp đỡ bạn bè, so ra thì hơn hẳn Bu và Như. Không chỉ thiết lập nhân vật mà tình huống, lời thoại của kịch bản đều rất ưu ái Lê, giúp cô nàng thu được nhiều cảm tình của khán giả. Bên cạnh đó, diễn xuất cũng là điều giúp Lê tỏa sáng. Hoàng Khánh Ly với nét diễn tự nhiên, mang đến một nhân vật rất chân thật, bất chấp chỉ là tay ngang diễn xuất. Trong khi đó, Thu Hà series từng qua trường lớp đào tạo lại nhận về nhiều lời góp ý vì nét diễn gây khó chịu. Sau Hoàng Khánh Ly, đến lượt Việt Hoa tỏa sáng khi debut tại Độc Đạo. Cũng chung phận diễn viên phụ như Hoàng Khánh Ly, song không vì thế mà Việt Hoa kém nổi bật hơn dàn cast chính. Cô vừa xuất hiện là đã hút hơn 2 triệu view, còn viral khắp mạng xã hội nhờ tạo hình xinh đẹp hút mắt. Đặc biệt là sau khi lên sóng, Việt Hoa được so sánh với Nương Tử Thanh Huế, cho rằng cô còn nổi trội hơn nữ chính. Được biết, trong Độc Đạo thì Việt Hoa hóa thân thành Diễm, người yêu của Tân Thái Tử. Nhiều dự đoán cho rằng mối tình của hai người chắc sẽ không bền, bởi Tân là người ăn chơi, còn hay thả thính cô khác. Diễm sẽ còn có mối quan hệ tình cảm với Hồng do Doãn Quốc Đam thủ vai. Người xem đều rất mong chờ những màn cò cưa giữa hai nhân vật này. Mặc dù từng đóng qua nhiều bộ phim, song Việt Hoa vẫn mang đến sự mới mẻ khi hóa thân thành Diễm, đồng thời diễn xuất của cô nàng là điều khiến người xem không thể thất vọng.